Milky chương trình lì xì Tết nha anh em. Có chương trình là tặng móc khóa và lịch này, và kèm bốc thăm trúng thưởng khi anh em mua hàng nha. Giới thiệu cho anh em qua các combo này. Gen 4 nha, Gen 4 thì hiện tại nó nâng cấp của Gen 3, thì hiện tại bộ này khá là tốt này. Bảo hành 1 năm rưỡi nhưng mà giá đang giảm chỉ có 3.680.000, mà một máy, một pin 2A, một sạc, một giỏ sách. Đây anh em tham khảo nha. Bộ này giá hiện tại là khá tốt này. Tiếp theo con Vít này, Vít giá còn tốt hơn nữa này. Vít 3.360.000 mà một máy, một pin 2A, một sạc, Gen 4 luôn và có túi sách. Với cái giá này thì anh em đã mua chênh lệch với hàng Mỹ là chỉ có 1-200 ngàn, nhưng mà hàng Mỹ thì nếu mà anh em mua bộ như vậy sẽ không có giỏ sách nhá. Chênh lệch 1-200 ngàn nhưng mà được bảo hành lên đến 1 năm rưỡi toàn bộ full luôn. Pin bảo hành 1 đổi 1, sạc bảo hành 1 đổi 1, thân máy hư cái gì thay thế linh kiện cái đó. Đó, giá hiện tại đang giảm khá là tốt. Rồi tiếp theo là bộ combo của Milky 18V. Đối với 18V thì hiện tại thân máy của nó đang niêm yết là 5.040.000, mà hiện tại đang tặng luôn pin 4A và sạc này. 5.040.000 là anh em mua cái body nếu mà không có chương trình. Hiện tại tặng luôn pin 4A và sạc và giỏ sách, giá 5 triệu. Thì đối với 5 triệu này thì anh em cũng tương đương với một bộ gọi là 999 của Dewatt. Thì anh em có thể mua Milky hoặc Dewatt, nhưng mà Milky á, bảo hành 1 năm rưỡi của nó á, là bảo hành máy pin sạc 1 năm rưỡi, mà đối với máy á, full luôn, nó sẽ bảo hành cho anh em full luôn cái máy, thay thế linh kiện mới. Tiếp theo là con Vít giá còn rẻ nữa, 4.730.000. Đối với 4.730.000 một máy, một pin 4A, một sạc, hiện tại Gen 4 vòng tua lên đến 3.900 thì siêu khỏe, siêu mạnh luôn nha. So với Milky thì anh em, so với Dewar thì con này nhỉnh hơn hẳn luôn. Rồi đây là con Gen 4 của nó nha, vòng tua lên đến 3.900, hiện tại Milky là 3.900, còn mà Dewar hiện tại chỉ có 3.250 vòng, chậm hơn con Milky này rất là nhiều luôn, tình lên đến mấy trăm vòng một trên một phút lận. Đó, nếu mà anh em nào thích hệ Milky thì tham khảo nha, hiện tại đang có chương trình giá cực tốt rồi đó. Đây anh em tham khảo nha. Nếu anh em cần khoan Vít thì tham khảo combo này là hợp lý, 12 hoặc 18 đủ để anh em dùng công trình hết nha. Đây quay cho anh em xem full chương trình này.